Yeah, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Ken 74 Chiu. Hôm nay mọi người thấy cái điều gì khác lạ không? Đó, toàn là màu hồng rực khung của Ken luôn này, đó thấy không? Được của nó đấy. Nên cái vòng cam của Ken có chữ Ken 74 và trên này toàn là màu hồng thôi. Mà tiếc là hôm nay Ken không có áo màu hồng để mang mọi người. Dạ trời, chưa khô. Thông báo với mọi người là Kiên không hề được một cái áo màu hồng mà Kiên mang hoài đâu nhá. Kiên 5 cái áo màu hồng luôn đấy. Trời ơi chưa. Mà hôm nay ngày mùng 1 tháng 4 mọi người. Không biết mọi người có tỏ tình ai chưa hay là được ai tỏ tình xong rồi bị kiểu như thất bại mà dám nói là ê, hôm nay mùng 1 tháng 4 giỡn đấy. Cái Kiên bị nhiều lắm mọi người. Kiên bị nhiều lắm mọi người. Thôi. Bây giờ chơi game nhá. Một mình thấy buồn quá, xem có ai không? À, con gái này, có con gái này. Ồ, vào. Nhắn tin cho mọi người, nhắn tin nhá. Hello. Mùng 1 tháng 4 có ai tỏ tình chưa? Chưa có ai tỏ tình. Chưa có ai tỏ tình luôn. Ghê đó, ở chơi game nhá. Chơi game với anh nhá, hôm nay hơi buồn. Chờ mỗi anh kia tỏ tình thôi. Chờ mỗi anh kia tỏ tình thôi hả? Lô có người yêu chưa? Chưa. Lô ăn cơm chưa? Lô ăn cơm rồi hả? Lô ăn cơm với gì đấy? Thường thường thấy người ta thích Milo lắm. Anh không thích Milo. Anh không thích Milo nhưng anh thích em, ok? Ok chưa? Lên. Lào, ok chưa anh gánh tim nhá. Anh kiếm bờ rồi. Bờ không? Bắn thế có làm nát. Tao là ai? Đâu là đấy? Chưa kịp thả thính đã bị thả thính ngược rồi. Ghê hả? Nè, hôm nay mùng 1 tháng 4 nha. Mùng 1 tháng 4 nha, không chơi vậy nha. Người ta mượn ngày 1 tháng 4 để nói dối. Còn em mượn ngày 1 tháng 4 để tỏ tình anh kia mà. Tao thì ai cũng nói câu vậy xong rồi mọi người xong rồi ok em hiểu mà em biết em thích em lâu rồi em tự ảo tưởng à. Em thì sao? Em là những lời nói yêu thương nhất của anh kia mà. Ok hả? Nóng một này em. Hai em. Ờ, trên đó có kìa, thấy chưa? Từ nha. Lên. Ờ rồi, thấy chưa? Trời ơi, mùng 1 tháng 4 có bạn gái cái là bắn cháy liền, đúng không? Trời ơi, hôm nay thay viền màu hồng cái bắn hay liền mọi người. Hello ơi. Người ta chỉ thích nói lời mệt ngọt. Anh đây chỉ muốn chui lọt vào tim em. Ghê không? Trời ơi, Kiên Cha bên phò mà lì. Nóc bột này. Nhà xe. Lên nhà này. Nóc bột này. Lê. Trời ơi, bắn toàn đầu vậy. Anh kia bắn ghê không? Em nằm đâu? Cái thằng kia đuổi thằng kia ra kìa, nó đấm em kìa. Em để vậy cho nó đấm vậy à? Anh kia luôn. Ôi, đau tim quá à. Đau tim quá. Thằng này đi Milo, nằm xuống đi. Nằm xuống. Nani? Trời ơi, sức mạnh đến từ tình yêu mọi người. Đây một cái tháng tư liền, nghe không? Anh khỏe lắm ơi, anh không phải ba cái như này đâu. Mọi người đừng có nghĩ bậy bạ nhá.
nhưng kia phải thích suy nghĩ của mọi người. Mới lâu rồi. Ai biết N và ngộ không khác nhau điểm gì không? Không. Ngộ không thì có 72 phép thần thông biến hóa ấy. N thì giỏi 36 tư thế. Rồi, nó xong rồi, nó xong rồi. Em có nhầm cứu. Gì mà Mac Bruno rồi, nó cầm con, nó cầm vector nó, trời ơi. Từ. Mình kênh 4 fan này nha mọi người, mình sẽ kênh 4 fan này nhá. Ui, đông quá, 4 thằng nó một lần mình đứng đây to nó sát áp áp lực quá. Ok. Thôi không sao. Em được thời gian bên em vài round nữa. Vậy em sẽ tự tử cho có thời gian bên anh lâu hơn. Được của nó đấy. Nhưng anh sẽ anh xong xong giao này thôi chứ anh không muốn thời gian bên em lâu nữa. Thời gian bên em lâu anh cảm thấy đau, anh cảm thấy đau tim. Chứ tim anh cứ bóc trói hoài thì làm sao mà được, đúng không? Tao không mơ. Từ lên này. Ơ rồi thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Hôm nay biết sao anh nhận được rất nhiều tin nhắn. Là như này rồi trôn bảo là mùng 1 tháng 4 này kia. Chứ anh không tin tưởng ai được hết nữa rồi. Kể cả em. Không, không tin tưởng mà. Em thì anh phải tin tưởng em chứ. Milo lùi Milo. Ca đi em, đứng ca đi, đi chạy nhá. Ca góc đó nhá. Trời ơi, sắp 3 điều rồi mọi người ơi, căng thẳng quá. Lúc đầu 3 không được ăn luôn. Này thì hang thả thính này. Nó đồ bom kìa em ơi. Nó vào anh này, nó vào anh này. Từ, em đứng đây đi, Knock 1. Rồi. Không được tiếp tục. Thế giờ bình thường mọi người thấy không? Đó giờ lộ rồi đấy. Thôi em luôn chịu. Knock. Ôi vang to. Trời ơi, bắn là phải vào đầu liền. Đó, thấy chưa, lại với top 1 rồi. Milo ơi, clip hôm nay anh làm ghê không. Đó. Này, mày đừng có lừa anh nhá. Mày thấy anh quay clip mày vào thả thính là lên mấy bạn nữ bảo đẩy thuyền anh kia với chị Milo nhá. Mày chết nhá. Nó thật hay nó xạo. Đó lại điều mà em, lại điều. Coi như là hôm nay ngày 1 tháng 4 là cái ngày là một ngày bình thường trong năm nhỉ. Đối với em là không có ngày quốc tế nói dối gì hết á. Em có điều muốn nói với anh Kiên mà không biết có nên nói không. Em nói đi. Em hôi nét à? What the fuck? Không có. Thế em bị gì? Thế em muốn nói như thế nào? Em nói từ sâu trong lòng, anh không dám nói ra. Không biết là có nên nói không ta. Em nói đi, anh nghe đây. Nhưng mà nói xong anh không được giận em nhỉ. Ok. Thì thực ra thì em cũng thích anh Kiên lâu lắm rồi. Nhưng mà đến hôm nay em mới dám tỏ tình. Không biết là anh Kiên có chấp nhận em không. Thôi đi coi được con điêu. Cô đi đi, hôm nay cũng mùng 1 tháng 4 rồi. Thôi, điêu. Cô ngon ngày mai. Từ cô ngon ngày mùng 2 tháng 4, mùng 3 tháng 4 hay những ngày khác cô nói đi. Thôi, clip của Kiên tới đây cũng đã kết thúc rồi mọi người. Không nên lộ nhiều quá mọi người. Không nên biết nhiều quá. Khi nào mà cô ấy sẽ nói tiếp ngày khác thì Kiên sẽ quay tiếp clip cho mọi người xem nhá. Và mọi người nếu thấy clip này hay để lại cho Kiên một like và subscribe. Và ngày hôm nay Kiên cũng chúc mừng nếu ai có tình yêu thật sự
thì đến bên nhau lâu dài hơn nhá, và ai bị trôn thì cứ buồn giống kia thôi, à, cứ phải vui vẻ giống kia thôi nha mọi người. Đó, thấy chưa? Bạn đừng quên là 12 giờ hàng ngày trên kênh 2VK74. Nhớ comment những ý tưởng hay nhất, góp ý để Kiên có thể làm clip tốt hơn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người.